ngay khi Đà Nẵng áp dụng chỉ thị số 16 đối với 4 phường trên địa bàn là phường Hòa Khánh Bắc của quận Liên Chiểu, phường Thạc Gián, phường An Khê của quận Thanh Khê và phường Hòa An của quận Cẩm Lệ. Mọi công tác xét nghiệm, đảm bảo an ninh trật tự và hỗ trợ cho người dân ở trong khu vực phong tỏa đang được lực lượng công an cùng chính quyền địa phương triển khai nhanh chóng, giúp người dân được an tâm và công tác cách ly phòng dịch có được hiệu quả nhất định. Phường Thạc Gián, quận Thanh Khê trong những ngày đầu áp dụng chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, công an phường đã ngay lập tức phân bổ lực lượng triển khai tại 9 chốt phong tỏa cứng đầu các tuyến đường, 11 chốt tại các khu dân cư có ca mắc COVID-19. Bên cạnh các khu vực nguy cơ thấp hơn, công an phường đã chủ động phối hợp với các tổ COVID-19 cộng đồng, hướng dẫn người dân không ra ngoài nếu không thực cần thiết và phải có giấy xác nhận của địa chỉ nơi đến làm việc. Mình theo quy định của nhà nước đó, họ đưa quy định có giấy tờ thủ tục ra để ra được thiết mua thờ khách hàng thiết yếu gì đó, và mình đi rồi mình về lại đúng giờ đúng quy định đó, bảo đảm khoảng cách và giữ an toàn. Để hạn chế di chuyển thì cái việc này là rất là cần thiết, để cho xác định đúng người mà mình đi làm có đúng thực chất ra là cái ngành mà của chỉ thị 16 cho phép hay không, thì cái việc này là việc cần thiết để mà trong công tác phòng chống dịch. Với chỉ thị 16, người dân ở khu vực phong tỏa trên địa bàn 4 phường vẫn được tạo điều kiện mua sắm các hàng hóa thiết yếu, nhưng phải giữ đúng khoảng cách và thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch. Người dân ra ngoài làm việc phải thực hiện cam kết một chiều, tức là chỉ di chuyển theo đúng địa điểm đã đăng ký. Mỗi chốt trên địa bàn các phường, 24/24 giờ, đều có lực lượng công an thực thi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài khu vực. Bố trí lực lượng tốt các kiệt hẻm để cho người dân không ra ngoài vùng dịch là cũng gặp rất nhiều khó khăn. Tại vì với cái chốt 24/24 lực lượng có mặt tại hiện trường thì cái quân số của công an phường có những lúc là quá tải, dẫn đến là anh em phải căng mình ra để mới làm tốt và thực hiện tốt cái nhiệm vụ của mình. Quan điểm của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố hiện nay là cương quyết thực hiện chỉ thị số 16, không lơ là chủ quan, nhưng vẫn tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân yên tâm trong khu phong tỏa. Đến thời điểm này, cả 4 phường đang cố gắng nâng cao khả năng xét nghiệm, truy vết, tầm soát trên diện rộng nhằm giúp người dân trên địa bàn chủ động và ý thức hơn trong bảo vệ sức khỏe gia đình cũng như cộng đồng.